Kính thưa Gia Phát, xin chào anh chị ạ. Video hôm nay chúng ta sẽ đến công ty Katoco ở Nha Trang để giao một cái cân sàn 2 tấn 1m8 x 1m8 và có máy in luôn anh chị ha. Cân sàn điện tử 2 tấn mà Katoco chọn với một kích thước là 1m8 x 1m8, nó là một kích thước riêng theo cầu khách hàng, chứ nó không phải là kích thước chuẩn 1m5 x 1m5, cho nên thông thường thì nó không có vừa với kích thước xe tải, không có lọt lòng cái thùng xe tải, cho nên là kênh tử Gia Phát đã chọn một phương án là đến tận nơi bên Katoco để thi công và lắp đặt cái cân sàn này. Và bây giờ chúng ta đã có một cái cân sàn điện tử XK3190A9 có in build hoàn chỉnh. Và Katoco đã chọn cái dòng cân này để cân những cái kiện hàng, những pallet thuốc lá trong một lĩnh vực rất là đặc thù anh chị ha. Thì đây là những cái pallet, mình gọi là pallet đi, nhưng mà pallet này hình dạng nó kích hình dạng và kích thước riêng cho nó phù hợp với cái ngành hàng thuốc lá. Và sau khi mình đặt hàng hóa lên thì chúng ta bấm lên in thôi, thì cân nó sẽ in ra cho mình được một cái bill. Trong cái bill đó nó có trọng lượng, ngày tháng. Nếu như mà chúng ta muốn trừ bì cái pallet, chúng ta chỉ muốn in cái trọng lượng của thuốc lá hay hàng hóa riêng thôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể. Và với cái dòng XK3190A9 này, nó có thể in liên tục, in tự động và in tổng cộng con số luôn. Ví dụ như chúng ta cân rất là nhiều hàng hóa liên tục, và chúng ta muốn con số tổng, thì cái cân này nó in ra cái bill cho mình luôn. Và đây chính là cái bill thực tế mà cân tử Gia Phát đã in ra cho anh chị thấy đi ha. Như vậy xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân sàn XK3190A9 này từ 1 tấn đến 2 tấn đến 3 tấn đến 5 tấn đến 10 tấn nó có in build, và anh chị cảm thấy cái cân này nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số hotline thì trong màn hình, đó là 0909 899 833, thì kênh tự Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video này, và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.